đoạn 7 từ câu 15 đến câu 28. Mời cho em đọc phần tiếng Mỹ. Today I'll be reading from Daniel chapter 7 verse 15 to 28. As for me, Daniel, my spirit within me was anxious, and the visions of my head alarmed me. I approached one of those who stood there and asked him the truth concerning all this. So he told me and made known to the interpretations of the things. These four great beasts are four kings that shall arise out of the earth. But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever and ever. Then I desire to know the truth from the fourth beast, which was different from all the rest, exceedingly terrifying, with its teeth of iron and claws of bronze, and which devoured and broke in pieces and stamped what was left in its feet. And about the 10 horns that were on its head, and the other horn that came up, and before which the three of them came up, and before them fell the horn that had eyes and had a mouth that spoke great things, and that seemed greater than its companions. As I looked, there this horn made a war with the saints and prevailed over them until the Ancient of Days came and judgment was given for the saints of the Most High. And time came when the saints possessed the kingdom. Thus he said, as for the fourth beast, there shall be a fourth kingdom on earth, which shall be different from all the kingdoms, and it shall devour the whole earth and trample it down and break it to pieces. As for the 10 horns, out of this kingdom 10 kings shall arise, and another shall arise after them. He shall be different from the former ones, and shall put down 3 kings. He shall speak words against the Most High, and shall wear out of the saints of the Most High, and shall think to change the times and the law, and they shall be given into his hands for a time, times, and half a time. But the court shall sit in judgment, and his dominion shall be taken away to be consumed and destroyed to the end. The kingdom and the dominion and the greatness of the kingdoms under the heaven shall be given to the most of the saints of the High. His kingdoms shall be an everlasting kingdom, and all dominions shall be served and obeyed him. Here is the end of the matter. As for me, Daniel, my thoughts greatly alarmed me, and my colors changed, but I kept the matter in my heart. Xin mời quý hạ thánh cùng đứng dậy nếu sức khỏe cho phép. Ta đọc trong sách Daniel đoạn 7 từ câu 15 đến câu 28. Còn như ta, Daniel, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho ta bối rối. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng: Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất, nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt,
móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát, và có gì còn lại thì dày đạp dưới chân. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó 3 sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận, cho tới khi đấng thượng cổ đã đến. Sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao, và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Vậy người nói cùng ta như vậy: con thú thứ tư sẽ là nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, dày đạp và nghiền nát ra. 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó, và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ 3 vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Nhưng sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó, để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. Bấy giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Vậy lời ấy đến đây là hết. Còn như ta, Daniel, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm, sắc ta biến cải. Dầu vậy, ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta. Amen. Đó là lời Chúa. Chúng ta cứ đứng, và cháu Thiên Quỳnh sẽ nhắc lại một lần nữa câu gốc mà tôi muốn quý vị và tôi cùng ghi nhớ, là chúng ta phải nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các thánh. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Khải Huyền đoạn 3 câu 22. Amen. Lạy Chúa, giờ này chúng con kính cẩn đến với lời của Chúa thật là sâu nhiệm, nguyện xin Chúa Thánh Linh dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, giải bài cho chúng con như đã giải bài cho tiên tri Daniel. Con cảm ơn Chúa và thánh kính cầu nguyện dành cho Chúa Christ. Amen. Kính mời quý vị. Chúng ta còn nhớ bốn cái quốc gia mà tôi đã đề cập cái phần đầu của Daniel, mà theo các sử gia cho biết bốn quốc gia được đề cập đặc biệt là bốn quốc gia nào sẽ trở thành những quốc gia cường mạnh trên thế giới. Thứ nhất là Babylon. Babylon là Iraq. Rồi sau đó là Medivatu là Iran. Rồi kế đến là có Hy Lạp. Và sau đó là La Mã. Bốn nước đó. Chúng ta phải để ý trong Daniel nói về bốn con thú. Và tôi muốn quý vị suy nghĩ và hiểu thú một điều: ở trong bốn con thú đó có nghĩa là bốn vua, bốn nước lớn mạnh, đúng không? Đúng không? Mà quý vị phải hiểu một điều nữa là ở trong bốn nước đó và bốn vua đó không có Israel. Mà buổi chiều hôm nay tôi sẽ dùng lời Chúa ở tiên tri Daniel chương 7 này để nói rõ về bốn nước đó là không có Israel. Như vậy thì cái trận chiến mà chúng ta đang nghe tin tức hàng ngày, Israel sẽ đối đầu với một trong những quốc gia, trong những vua lớn mà đã được đề cập ở trong Daniel, thì cái tình hình chiến sự nó sẽ đi đến đâu?
một cái việc đáng buồn. Nhưng mà nếu cái việc đáng buồn này không xảy ra thì sẽ không có tin vui cho toàn cầu. Đến Christ hồi lại. Nếu những sự này không xảy ra thì ngày của Chúa còn xa. Và bây giờ chúng ta đang đứng ở bên cái ngưỡng cửa của những ngày cuối cùng, thấy rất là rõ ràng. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã nghe phân đoạn Kinh Thánh Daniel chương 7 câu 15 đến 28 thì chúng ta được nghe hai ngôn ngữ. Sở dĩ tôi muốn các cháu đọc hai ngôn ngữ là tại vì các cháu không có hiểu hết cái tiếng Việt mà tôi giảng, nhưng mà qua cái phân đoạn Kinh Thánh đó các cháu sẽ hiểu được rồi rằng tôi đang giảng về cái gì. Buổi chiều hôm nay với cái đề tài là gì? Đáp án lời tiên tri về thời đại cuối cùng. Mà những cái tin tức ở trên YouTube thì họ ưa dùng những cái từ châu kêu là giải mật, giải mã gì đó, nhưng mà tôi cho là cái đáp án bây giờ nó quá rõ ràng. Thưa quý vị, Daniel chương 7 từ câu 1 đến câu 14 thì đã cho chúng ta biết cái hình dạng của những con thú đó, đúng không? Hả quý vị? Tại sao được gọi là con thú mà không được gọi là con người? Vì nó mang lòng thú. Quý vị chưa thấy nó giết người đâu, nó chém đầu người ta, nó giống như là chém bùn vậy đó quý vị. Nó dày đạp người ta. 1200 dân sự Israel, nó đã tấn công, nó đã giết người đàn ông, nó đã hãm hiếp phụ nữ, nó đã bắt những đứa trẻ nó nốt. Và nó thiêu rụi cả gia đình người ta. Nó không là thú chứ là gì? Nhưng mà những con thú đó nó cũng chưa có bằng cái con thú thứ tư. Và từ câu 15 trở đi, con thú thứ tư này nó sẽ chiến đấu với các đấng thánh, có nghĩa là nó chiến đấu với sứ thánh. Quý vị hiểu ý tôi nói chưa? Con thú thứ tư này nó sẽ chiến đấu với sứ thánh. Và cái tin đáng buồn ở trong Daniel chương 7 này là các người thánh sẽ bị nó giày đạp. Mặc ai binh vực là binh vực đi. Những người thánh này bị nó giày đạp là vì sao? Nó ở trong một cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ về niềm tin của họ. Họ đã khước từ Đức Mê-si. Khi Chúa Giê-xu phát thập tự giá lên đồi Gô-gô-tha thì có những người phụ nữ, có những người Do Thái, họ chạy theo Chúa và họ khóc lóc. Rồi Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi đừng có khóc lóc về ta, nhưng mà các ngươi phải khóc lóc về con cháu của các ngươi. Quý vị nhớ không? Cái giọt nước mắt của các ngươi nó sẽ không chấm dứt cho đến khi nào các ngươi bị diệt mất khỏi được xứ đường sữa và mật này mà Thủ tướng Đức Tin Giê-hô đã nói về những cái lời mà Môi-se và Giô-se đã nói. Nó phải là một cái sự phước lành hay một sự rủa xả. Giô-se đã nhắc lại khi bước vào trong sứ thánh, ông nói rằng ta sẽ đi con đường mà cả thế gian đều đi. Những cái điều mà ta muốn nhắc các ngươi là nếu các ngươi bỏ sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà quay lại để thờ phượng các thần ở cái xứ Ai Cập, là thần bên kia sông đó, thì những lời lành mà Đức Giê-hô-va đã hứa với các ngươi thì Ngài sẽ làm thành. Còn những cái lời hăm dọa mà Đức Giê-hô-va đã nói với các ngươi, Ngài cũng sẽ làm thành cho đến chừng các ngươi bị diệt khỏi xứ đường sữa và mật này. Đó là lời của Đức Chúa Trời muốn Giô-se phải công bố. Bây giờ hơn lúc nào hết, cả thế giới phải quay lại với lời Đức Chúa Trời. Ngày mai nó sẽ như thế nào? Đây là đáp án. Mà tôi cam đoan với quý vị 100% rằng ở trong bốn con thú mà còn tồn tại cho đến giờ cuối cùng, và con thú thứ tư đó không phải là Israel. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ. Cô Ngọc Ánh đã đọc cho chúng ta từ câu 15. Còn như ta, Daniel, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho ta bối rối. Nếu mà Daniel ngày hôm nay còn đứng đây thì tôi sẽ thương với ông rằng nghi thương. Làm sao Chúa có để dân thánh của Chúa bị dày đạp như vậy?
Làm sao Chúa có thể bỏ dân thánh của Chúa? Quý vị có đọc: ta bỏ ngươi một lát, nhưng mà ta sẽ lấy sự nhân từ để cứu ngươi, đúng không? Ta sẽ lập với ngươi một giao ước hòa bình. Các ngươi sẽ là chiên và ta sẽ là người chăn. Thì đến bây giờ đó, cái giao ước hòa bình mà Đức Chúa Trời muốn lập với dân sự của Chúa là giao ước đời đời không hề thay đổi. Nhưng mà thưa quý vị, cái dân sự của Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhìn cho kỹ đi, họ khước từ Chúa. Cho tới ngày hôm nay, chúng ta dưới cặp mắt của những người Israel, họ vẫn coi chúng ta là dân ngoại. Quý vị tin không? Họ vẫn coi chúng ta là dân ngoại, mà họ tự hào và họ kiêu ngạo rằng họ là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời. Họ khước từ Đấng Mêsi, họ không chấp nhận Chúa Giêsu. Vì đấng mà họ thờ phượng là Đức Chúa Trời không thể nào sanh ở trong một cái chuồng chiên mang cỏ, tồi tàn, nghèo hèn như vậy, lại sống và lớn lên trong căn nhà của một người thợ mộc ở một làng nhỏ là Nazareth. Ngài lớn lên hình dung chẳng có cái gì đẹp đẽ cho người ta xem. Ê-sai chương 53 đã diễn tả được đó. Đấng Mêsi, Ngài như chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớp lông. Mà chúng ta cũng chẳng có người ra gì. Hơn 2.000 năm trôi qua, lễ Giáng sinh đã được tổ chức rất là thịnh soạn, nhưng mà không mấy ai biết được cái sâu thẳm, cái quyền nhiệm của tình yêu của con trời giáng thế để cho người ta suy tôn. Mà bây giờ người ta chỉ gặp nhau và người ta say happy holiday. It's not the Merry Christmas anymore. Holiday là một cái gì đó để cho người ta làm ra tiền. Holiday là một cái gì đó để cho người ta trục lợi. Tất cả những cái holiday ở trên Mỹ này, tôi xin nói cho quý vị rõ để quý vị sẽ hiểu rằng chỉ là một cái cớ để cho người ta trục lợi. Mà cái điều buồn nhất ở trong giáo hội ngày hôm nay, hả, hội họp lại là tìm cách để trục lợi. Tôi nói gì cũng có đúng không? Tiền. Có bao giờ họp lại mà không bàn tới tiền? Cũng lạ, cũng quyên, cũng kêu gọi làm cái gì đó cho nó có tiếng, có tâm. Tất cả những cái này trước mặt Chúa như là một áo nhớ. Người ta chạy theo danh lợi quyền. Người ta quên rằng những cái điều mà tôi nhắc nhở ở trong cái lễ tiệc thánh hồi nãy. Suy nghĩ về thân của Chúa, suy nghĩ về huyết của Chúa, và rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc ngày đến. Những cái điều này họ bây giờ coi là thứ yếu. Họp lại là bàn tới tiền. Hội Thánh Siêu của chúng ta từ ra về sau là tôi xin Chúa một điều, và chắc chắn tôi sẽ tìm kiếm điều đó, là không bàn tới tiền. Những người có trách nhiệm lo về cái ủy viên tài chính, tôi cầu nguyện xin Chúa cho các anh chị em đủ ơn của Chúa để có thể điều hành cái ngân quỹ, cái ngân sách của Hội Thánh để chúng ta có, để chúng ta sử dụng. Xin lỗi, tôi không muốn dùng những ngân quỹ, ngân sách của Hội Thánh. Ngân quỹ là tiền quỹ. Chúng ta chỉ đủ để chi phí để chúng ta còn có thể thờ phượng Chúa không? Tôi trở lại với phần kinh thánh này. Daniel sau khi
thấy cái điện chiêm bao này và ông thấy một cái sự tan tác ở trong đất nước của ông. Ông là người đang ở trong cái địa vị tột cùng của những người làm phu tù, cũng vì dân sự của ông đã từ chối đến rất cao. Mà bây giờ vừa giải thích xong các điềm chiêm bao cho Nebuchadnezzar, cho bên tơ sát xa, cho bên sát xa này nọ xong rồi, bây giờ tới ông thấy chiêm bao, và khi ông thấy chiêm bao thì ông cũng bị lùng buồn. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó. Một người trong những người đứng đó là ai vậy? Là các thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải người ở thế gian này. Ông ở thế gian này không có ai giải thích cái điềm chiêm bao cho Daniel được hết rồi. Ở trong đêm đó ông hiện thấy, và trong khi ông hiện thấy đó có một người đứng gần đó, thì ông nói rằng ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta, mà rằng bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất, nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của đời đời cho đến đời đời vô cùng. Cái người này có thể là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Cái người này nói với Daniel rằng ta cho ngươi biết rằng sẽ có bốn vua sẽ dấy lên trên đất và sẽ chiếm được đất, nhưng mà rồi cuối cùng đó các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng, chấm hết cái chỗ đó. Thì Daniel nghe vậy, ba nên nói vậy, bốn vua đó là cái gì? Bốn vua dấy lên trên đất, còn các thánh của đấng rất cao là gì? Cho nên bây giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư là con khác với hết thảy các con khác. Rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt nghiền nát và có gì còn lại thì dày đặc dưới chân. Như tôi đã trình bày ở phần trước, con thú này 100% không phải là Israel. Như vậy thì Israel đến cuối cùng còn tồn tại hay là không? Hỏi cũng là trả lời. Chúa không có tiếc một cái gì hết. Đừng có nói rằng Israel là tiễn dân của Chúa cho nên nó sẽ còn tồn tại mãi mãi đời đời. Nó sẽ còn. Nhưng mà nó là Israel mới, nó là thành thánh mới, Jerusalem mới. Còn Jerusalem bây giờ sẽ không còn nữa. Cái Jerusalem bây giờ đối với Chúa nó không còn nữa, trong đó nó không còn là thánh thiện gì nữa trong đó hết trơn. Tôi đọc cái phần này để cho chúng ta thấy rõ rằng cái con thú cuối cùng nó nắm bính quyền ở trong tay của nó không phải là dân Do Thái. Bây giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư là con khác với thải con, các con khác rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt nghiền nát và có gì còn lại thì dài đạp dưới chân. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó 3 sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sức sực và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Tôi xin hỏi quý vị, nước Do Thái hay nước Israel đó, nước Israel đó có 10 cái sừng này không? 10 cái sừng này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở phía bên kia kìa. 10 cái sừng đó đó, nó là của cái nước thứ tư. Mà cái nước thứ tư nó là cái nước mà ghét Do Thái giả mang luôn. Quý vị có coi tin tức mấy ngày nay, tôi không có bàn sâu về chính trị, nhưng mà đây là tình hình thế giới. Tôi muốn cho quý vị biết cái nước thứ tư này đó, bây giờ nó bắt đầu nó xuất hiện, nó nói những lời ngạo mạn và nó quyết định rằng nó sẽ xóa sổ dân Do Thái, nó sẽ quét sạch Israel và nó sẽ xóa sổ dân Do Thái. Quý vị có nghe cái câu đó không? Cái con đó nó sẽ có 10 sừng. Cái con đó là cái con mà nó đã chiếm cái Babylon, để nó thống nhất cái Babylon với là Medi Ba Tư thành một cái siêu cường quốc. Và sau này nó được lặp lại ở trong khải quyền chương 12 đó quý vị. Và nó sẽ có tới khải quyền mà chính Đức Thánh Linh đã khải thị cho sứ đồ Giăng viết trên đảo Patmo. Lúc bấy giờ Giăng cũng mơ mơ màng màng giống như trong thời kỳ của Daniel này, để viết những cái gì của thời kỳ sau cùng này.
Và nói về con thú là chúng ta biết rồi. Thì những con thú ở Daniel này được nhắc lại trong Khải Huyền chương 12. Và ngày hôm nay con thú này nó đã gần hiện nguyên hình rồi quý vị. Và trên cái đất nước này nè, chúng ta đang sống nè, nó sẽ có một nhóm người để chạy theo con thú này, để bảo vệ con thú này bằng cách này bằng cách khác. Rồi cũng có những kẻ sẽ đứng lại để chống cái tư tưởng bảo vệ con thú này, và những người đó sẽ gặp nạn. Và họ đã và đang gặp nạn. Bây giờ chỉ còn là công việc của Chúa thôi. Nhưng mà thưa quý vị, không phải con thú đó nó sẽ xuất hiện rồi nó tồn tại đời đời đâu, không có đâu. Nó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Nó chỉ còn có một thời gian ngắn mà tôi mạn phép không dám giải thích về những cái từ mà ở trong câu 25 đã nói, giống như những người đã giải thích trước đây mà tôi đã đọc, vì tôi thấy rằng nó rất là mơ hồ. Mà một khi giải thích là phải cho chính xác, chứ đừng có nói rằng lời Chúa mà không có nói là có lẽ được. Nó như vậy là như vậy, không có lẽ được. Vua đó sẽ nói những lời phạm thượng đến đất rất cao, làm hao mòn các thánh của đất rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị nó phó trong tay người, sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Có người cố gắng nặng cái đầu ra để giải thích một kỳ nữa, những kỳ và nửa kỳ, và tôi thấy cuối cùng họ giải thích kỳ cục. Tôi thấy có một cái kỳ là kỳ cục, cũng ráng nặng lên để giải thích, để người ta nói bụng mình là tiến sĩ mà mình không giải thích được thì sao mà người ta nể mình là tiến sĩ được. Nhưng mà cái gì mình không biết là mình nói không biết. Một kỳ là cái gì? Những kỳ là gì? Nửa kỳ là gì? Có người giải thích ngàn mấy trăm ngày. Tôi đọc cho quý vị nghe cái mà người ta giải thích. Ngày xưa vì đấy cái sách ngày trước giải thích quý vị đọc để suy gẫm. Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ ở chương 7 câu 25 chỉ về thời gian cái sừng nhỏ khác của con thú thứ tư tồn tại. Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ ở đoạn 12 câu 7 chỉ về thời gian từ Daniel cho tới kỳ sau rốt. Một thì, các thì và nửa thì được dùng ở Khải Huyền chương 12 câu 4 tương đương với 42 tháng và 1260 ngày ở Khải Huyền chương 11 câu 2, câu 3 và chương 12 câu 6, câu 14. Làm chứng nói tiên tri người đàn bà ở trong đồng vắng và con thú sống lại ngồi trên ngôi 2300 buổi chiều và buổi mai ở đoạn 8 chương 14 chỉ về thời gian nơi thánh bị cái sừng nhỏ của con thú thứ ba dài sẽ đi chân, có thể là 2300 ngày hoặc là 2300 nửa ngày, tức là 1150 ngày, tức là gần 3 năm rưỡi hoặc gần 7 năm. 1290 ngày ở đoạn 12 câu 11 là thời gian tồn tại của sự rốt kiếp làm cho quan vu, và thời gian từ khi nó bắt đầu cho tới kỳ sau rốt ấy là hơn 1260 ngày một chút. 1335 ngày dường như là thêm 40 ngày nữa vào khoảng 1290 ngày sau đó có phước lành chung kết. 70 tuần lễ ở đoạn 9 câu 24 là thời gian từ khi có chiếu chỉ xây lại thành Jerusalem cho tới khi Đấng Messi xuất hiện, nó gồm 7 tuần lễ của kỳ khó khăn, đoạn 9 câu 25 và một tuần lễ trong đó Đấng chịu sức dầu bị trừ đi. Tất cả những cái này là trước Chúa. Thì nói cái gì về sau đó? Tất cả những cái lời giải thích này ngày xưa người ta giải thích là đất về trước Chúa Giáng sinh. Cái thời kỳ mà Nehemi quay đi trở về để xây dựng lại Jerusalem. Rồi bây giờ cái một kỳ nửa kỳ hoặc là kinh thánh đó sẽ tồn tại và có giá trị cho đến khi Chúa Giêsu trở lại, cho đến Khải Huyền. Cho nên thưa quý vị, cái gì mà khi chúng ta biết đó thì chúng ta giải thích. Kinh thánh không phải cái thứ gì chúng ta không biết. Mà nếu chúng ta không
thì tôi nó không biết, cho đến khi Chúa cho tôi biết. Và bây giờ chúng ta nhìn ra thế giới, chúng ta có biết được một cách chưa? Thì điều tôi nói này, tôi nhắc lại, Israel không được liệt kê vào bốn con thú này. Và bốn con thú là bốn vua mà ở cái phía Trung Đông ngày xưa, những cái châu của mình trên này có Mỹ được thành lập bao nhiêu năm rồi? Hả? Chưa được 300 năm, nó có cái gì đâu Kinh Thánh này? Vì thế không? Nó không là cái gì? Mỹ cũng không được liệt kê vào bốn con thú này. Tại vì Mỹ nó không có tàn bạo giống như mấy con thú này. Vì thế không? Nó không có chém, nó không có giết, nó không có chặt đầu, nó không có hãm hiếp, nó không có đốt con nít, nó không có làm những cái thứ đó. Vì thế không? Chỉ có những con người ở cái đất nước của những con thú này nó tới Mỹ nó mới làm được những chuyện đó. Đó là hiệp chủng quốc mà. Quý vị thấy không? Nhưng mà quý vị để ý đây, ta nhìn xem cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh. Và ở trong câu 21, tôi muốn quý vị để ý câu 21 này. Ta nhìn xem cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và các thánh thắng hay là nó thắng? Nó thắng. Nó thắng các thánh. Nó thắng người của Đức Chúa Trời. Cho tới khi người của Đức Chúa Trời được mệnh danh là đấng thượng cổ mà Daniel đã nói, đã đến thì sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao, và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Chỉ có Đức Chúa Trời lấy cái đất nước đó giao lại cho các thánh. Và cái câu đó được gọi là chúng ta được đồng trị vì với Đức Chúa Trời, là những người thánh của Đức Chúa Trời. Vậy người ta nói cùng ta như vậy, con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất khác với hết thải các nước, và nó sẽ nuốt cả đất dài đạp và nghiền nát ra. Thấy ghê gớm không quý vị? 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó, và có một vua dấy lên sau khác với các vua trước, và người đánh đổ 3 vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Chúng ta sẽ đi 10 cái sừng. Có một cái sừng non, sừng nhỏ mọc lên vô danh tiểu tốt, nhưng mà nó sẽ được cao gấp lên, là nó sẽ diệt 3 cái sừng kia, 3 vua kia phải chết. Và khi nó lớn lên, nó càng lớn lên, nó càng nói những cái lời sắc sược, và nó sẽ trở thành một nhân vật quan trọng ở trong nước thứ tư đó. Mà qua chương 8 đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhân vật quan trọng trong nước thứ tư này đó, chỉ có Chúa mới tiêu diệt được nó. Thì chắc chắn nó là Antichrist, nó là Antichrist, phải không? Nói những lời phạm thượng với Chúa, đúng không? Lời sắc sược phạm thượng. Nhưng mà quý vị để ý này, vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao và làm hao mòn các thánh của đấng rất cao. Thì chúng ta có thể hiểu rằng vua đó sẽ ngạo mạn, nói xấu và đụng đến và thách đấu với đấng rất cao, đấu với Đức Chúa Trời, và giết chóc, bỏ tù và tiêu diệt những người theo Đức Chúa Trời. Tôi có thể giải thích như vậy cho quý vị hiểu. Nó quyết định đổi những thời kỳ, có thể nó sẽ đổi niên lịch, có thể nó sẽ đổi về luật pháp của cả thế giới, và nó sẽ quyết định một cái luật chung cho cả thế giới để follow theo nó. Và lúc bấy giờ phải đếm và tính được 3 con số là 666. Các thánh, những người theo Chúa mà còn lại phải trải qua những thời kỳ đại nạn. Nó gồm có một kỳ, những kỳ và một kỳ.
đối với Chúa một ngày như một ngàn năm, một ngàn năm như một ngày, làm sao tôi và quý vị tính đây? Nhưng sự xét đoán sẽ đến và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để việc đi làm cho quỷ phá đi đến cuối cùng. Bây giờ nước, quyền, thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đất rất cao. Cái này là cái mà Chúa ban cho dân sự của Chúa đó quý vị. Chúng ta không có ở thế gian này để chiến đấu với được. Khi mà tôi đến xứ Do Thái đó quý vị, thì tôi đi với các anh em con cái Chúa Đồng Thánh và tôi đi. Ở trong lòng tôi nghĩ rằng đây là một cái kỳ phước hạnh vô cùng. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa từ hồi tôi 8-9 tuổi, bước vào bánh tre. 50 năm sau Chúa mới trả lời và cho tôi bước lên được cái sứ thánh đó. Tôi trở về Bến Tre, tôi giảng tại cái hội thánh Bến Tre này. 8 tuổi tôi xin Chúa được đến sứ thánh, 58 tuổi tôi mới được đến sứ thánh. Chúa trả lời 50 năm và tôi đi đến đường được 4-5 lần, và mỗi lần tôi đến là một cái sự phước hạnh. Tôi học được bao nhiêu là điều ở trong lời của Chúa, đi xuyên suốt từ Ai Cập, suốt cái đồng vắng mà Môi-se đã dẫn dân sự đi, đi trên cái con đường Giô-se đã dẫn vào trong đất hứa, dân sự tiến đến Jericho, đi qua những nẻo đường mà các tiên tri đã đi qua, mà Chúa Giê-xu đã đi qua. Còn cái gì phước hạnh bằng lên cái nơi chốt cao là núi Sinai, là nơi mà Môi-se nhận bản 10 điều răn, mà tôi cũng được đi lên tới đến đó. Tôi không nghĩ rằng mơ cũng không dám. Bây giờ hết được rồi. Ai mà chưa đi là mất cơ hội. Và tôi đã dẫn quý vị một số con cái Chúa Hoàng Thánh đến một cái chỗ này được gọi là Macedon, và tôi nói rằng cái trận chiến cuối cùng sẽ xảy ra ở tại nơi này. Thưa quý vị, nhìn ở phía chân trời xa có những đàn chim nó bay thật là xa, mà mình thấy con nào cũng mấy bự, những con kênh, những con diều hâu, nó chuẩn bị để ăn xác người. Nó từng đàn bay về, và cái đồng bằng hạt Macedon đó sẽ trở thành một cái chiến địa khủng khiếp luôn. Khi họ tiến đánh Jerusalem và họ dài đạp giống như Kinh Thánh Daniel đã diễn tả, quý vị, dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt nghiền nát và có gì còn lại thì dài đạp dưới chân, tàn sát. Chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng mà một cái tin vui cho dân sự của Chúa là khi chúng ta thua chính là lúc chúng ta thắng. Người có bao giờ nghe cái đó chưa? Hả? Những người mà ở miền Nam Việt Nam thì hiểu được cái câu này đúng không? Chính lúc chúng ta thua là lúc chúng ta thắng. Còn những kẻ thắng đó, từ từ nó sẽ nếm mùi cái thua. Những người mà sẽ tiến đánh Jerusalem, chiếm cái nước Do Thái, rồi sẽ bắt đầu, nó sẽ hiện ra. Và quý vị về đọc ở trong chương 8 đó quý vị, mà tôi cho quý vị nghe một câu ở trong chương 8 thôi. Ở trong câu 24: quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường, không phải bởi sức mình, mà là từ Antichrist, từ Satan. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thảnh vượng, làm theo ý mình, muốn cái gì được cái đấy, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Người dùng quyền thuật làm nên trước gian dối mình được thắng lợi, trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ. Người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta, mà sẽ bị Chúa tiêu diệt. Lúc bây giờ lửa diêm xanh từ trời xuống một lần nữa, giống như là Đức Chúa Trời đã cho xuống một lần để hủy diệt Sodom và Gomorrah. Thì từ Sodom và Gomorrah, từ biển chết nó trở về cái hạt Macedon, cái đồng bằng này không có bao xa hết trơn. Diêm xanh sẽ trở xuống một lần nữa và nó sẽ phải ứng hầu ở trước tòa án của Đức Christ, như thể quyền chương 20 đã viết.
Vì về đọc Daniel chương 8 để quý vị hiểu rõ hơn. Làm cái gì làm, nó kiêu ngạo, nó quỷ phá, nó cắn nuốt gì đi nữa rồi. Nhưng mà câu 26 nói rằng, nhưng sự xét đoán sẽ đến. Tức là thể nguyện chương 20 đúng không? Và người ta sẽ cấp quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm tôi quỷ phá đi đến cuối cùng. Bây giờ nước quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở cả ở dưới cả trời, tức là dưới đất này, nó sẽ được ban cho dân sự của Chúa và trở lại cùng với Chúa Giêsu ngự trên đám mây. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Vậy lời ấy đến đây là Daniel, tôi đọc tới đây thấy nhẹ người. Daniel nói that's it, tiếng Anh that's it. Vậy lời ấy đến đây là hết. Còn như ta Daniel, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm, sắc ta biến cải, dầu vậy ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán của các hội thánh. Đừng có giải nghĩa tầm bậy, phải nghe lời Đức Thánh Linh phán của các hội thánh. Ngay cả Daniel là người mà chuyên môn giải thích cái điện chiêm bao cho các vua, mà ai nấy đều bó tay chấm cơm hết quý vị. Nhưng mà Daniel tới đây nó nói nhiều lắm, tao biết chứ, that's it. Vậy lời ấy đến đây là hết. Còn như ta Daniel, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm, sắc ta biến cải xanh mặt, bối rối xanh mặt. Dầu vậy, anyway, ta vẫn I remember, will never forget những sự đó trong lòng ta. Cho nên Daniel không phải chỉ nói về thời kỳ cuối, quý vị. Daniel đang nói về thời kỳ cuối cùng của thế giới. Xin Chúa ban phước cho chúng ta có sự bình an, quý vị. Tôi muốn cho quý vị thấy những cái đáp án này để rồi có nhiều người hỏi tôi, mục sư Phúc, ông nghĩ rằng cái anh đi răng mà anh đánh Israel đó, bây giờ anh nghĩ anh Israel dám quánh trả lời không? Tôi nói sao không dám quánh? Quánh người ta quánh lợi chứ. Còn thắng hay thua cái gì đó tôi không biết à. Cái gì đó tôi không biết à. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, chỉ có Kinh Thánh mới biết thôi. Quý vị muốn biết, muốn tôi giải thích Kinh Thánh cho ông. Nói Kinh Thánh nói sao mà sẽ bước. Kinh Thánh nói Israel thua, sẽ thua. Chúng ta cầu nguyện cho dân sự của Chúa. Biết bao nhiêu người Israel cần nhìn biết được Chúa trước khi Chúa phó họ vào tay của cái con thú thứ tư. Xin ta đứng lên cầu nguyện. Xin Chúa ban cho chúng con có sự khôn ngoan trong giao tiếp, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, cũng như trong việc làm, việc học, đi lại mỗi ngày. Xin Thánh Linh Chúa gìn giữ và che chở. Và trong vòng chúng con, có ông bà chị em nào đang bị bệnh, đang nằm trên giường bệnh, xin Chúa thương xót chữa lành. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa chúc phước cho chúng con một tuần lễ mới được đầy ơn phước Chúa, Phật Chúa, cũng như trên đường lái xe về được sự bình an. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con xin chân trình lên Chúa mọi sự với lòng thành kính cầu nguyện. Nguyện danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng hát tôn vinh Chúa. Xin chúng ta đọc bài cùng một chương. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, ân điển và sự hy sinh diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ cùng với sự cảm thông dẫn dắt ban ơn bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Thánh Linh trên mỗi đời sống của chúng con, để chúng con sẽ sống tận trung với Chúa dầu chúng con phải đối diện với bao nhiêu cảnh đời nghiệt ngã. Xin cho chúng con tận trung với Chúa và giảng rao sự chết của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Lễ chung quý vị, kính chúc quý vị chung lễ được thực hiện.